Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đến với MMO Channel Kiếm Tiền Online. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái kiếm tiền mới. Đó là kiếm tiền từ ứng dụng mang tên là Apota. Thì không linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ các bạn lên CH Play. Đấy, có từ khóa Apota. Đây chính là ứng dụng Apota của chúng ta. Đó, sau khi tải về thì các bạn hãy mở nó lên nhé. Đây, mình sẽ mở nó lên luôn. Thì ứng dụng này thì ứng dụng ví ví điện tử thôi, nhưng mà nó mới ra một chương trình mới. Đây, mình sẽ nhập mã pin. Tại cái này mình có sử dụng thì mình có mã pin nha. Đó. Đây, đây là ví Apota của mình. Thì nó mới mở ra cái mini game ấy. Đây, mini game này. Đó, cái là vòng quay may mắn, thì mỗi ngày các bạn sẽ được nhận hai vòng quay may mắn, đó, hai phiếu, thì 10 tiếng là một phiếu, mỗi phiếu có thời hạn sử dụng là 24 giờ nha. Đó, thì khi mới tạo tài khoản thì các bạn sẽ được tặng một phiếu quay nha. Đây, để tạo tài khoản các bạn vào chỗ cài đặt. Đấy, thì mình đã tạo tài khoản rồi. Đó, các bạn cứ vào chỗ cài đặt xong nhấn một chữ đăng nhập, xong rồi có chữ đăng ký là tạo thôi. Đó là xong. Đây, mình sẽ đăng xuất vào lại cho các bạn. Đây, đây có chữ đăng ký ở dưới đây này. Đó, các bạn nhấn vào chữ đăng ký xong nhập số điện thoại, nhập mã là nhập mật khẩu là xong thôi. Đó, mình sẽ vào lại. Mình sẽ vào lại cho các bạn xem. Ok, thì bây giờ mình đã vào được tài khoản rồi. Đấy, thì đầu tiên thì các bạn sẽ được tặng một vé quay nhá. Vào mini game này. Đấy. Đó, bạn có một lượt quay này. Đấy. Ở đây thì giờ nhất thời chưa. Có thêm 5 lượt, 10k, 50k, 100k, 500k, thêm một lượt với con số may mắn này. Thì cái con số may mắn này thì sẽ cho bạn hai con số. Thì sẽ do kết quả sổ số miền Bắc ấy. Nếu mà chúng giải miền Bắc thì các bạn sẽ được số tiền rất là lớn này. Như là 2 triệu này, 2 triệu mấy này. Đó. Thì mỗi ngày thì các bạn cũng tổng 2 lượt quay. Đó. Với lại nhận thêm lượt quay thì tự nhiên mình sẽ gọi ngay các bạn sau. Bây giờ thì khi hết lượt quay thì các bạn nhấn vào chữ mua lượt cũng được. 3 lượt 15k, 10 lượt 50k, 5 lượt 25k. Bạn nào đầu tư thì cứ nạp tiền vào đi. Mình đây mình chơi cho vui thôi, thử vận may thôi. Đấy, bây giờ mình lại thử quay thử. Đó. Chắc không trúng cái gì đâu. Toàn thấy người ta trúng 10k như vậy. Cái mini game này mới ra nên các bạn cứ chơi thoải mái. Đấy, để trúng con số may mắn này. Đó, số may mắn của mình là số 24. Ok, xác nhận. Thì hôm nay là 24. Mình sẽ đăng clip phát thẳng cho anh em luôn. Đùa chứ rất là khó trúng nhá. Ok, bây giờ mình đã hết được quay rồi. Nhưng mà mình có một cái kiếm thêm một lượt quay nữa. Đó, bây giờ các bạn ấn vào chữ bạn đã có mã giới thiệu. Đó, bạn nhập mã giới thiệu. Và bạn sẽ được cộng thêm một lượt quay nữa. Thì các bạn hãy nhập mã giới thiệu của mình để ủng hộ cho mình. Đó, thì các bạn sẽ được cộng thêm một lượt quay nữa luôn. Đó. Nhập mã thì cũng như ủng hộ clip, cũng như là mình sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Mình quay nếu mà trúng giải lớn thì chắc cái lúc đấy đăng clip quay luôn cho các bạn xem này. Nạp tầm 10-15 lượt quay. Quay tầm 20 lần quay lên cho các bạn xem luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ nhập mã của mình vào nhé. 0166542217. Ok nhé, nhớ nhập đúng mã nha các bạn. 0166542217 nha mọi người. Thì nhập đúng mã này thì các bạn sẽ được cộng thêm một lượt quay. Đó, ok, nhấn đồng ý thôi. Đấy, đợi xíu. Mạng thì yếu. Đợi mình xíu, mạng thì yếu. Ok, bây giờ nó báo mình đã sử dụng mã tiết kiệm thành công này. Đấy.
thì bây giờ mình sẽ có thông báo đấy luôn. Đấy, bạn vừa nhận được một vòng quay may mắn này từ dịch vụ giới thiệu bạn bè thế giới này này, 01665 này, 422187 này. Đấy, các bạn sẽ nhận được một lượt quay nữa thì mình vào quay tiếp thôi. Có lượt quay là quay liền luôn. Các bạn nhớ canh đúng 10 tiếng, hình như 10 tiếng là nó cộng cho các bạn một lượt quay nha. Đấy, cách 10 tiếng là nó cộng cho mình một lượt quay. 10 15 tiếng đấy. 15 tiếng. Mình cũng không nhớ nữa. Thì nếu may mắn thì các bạn trúng 10k đó, trúng tiền nó, hoặc là thêm được 5 lượt nữa. Đấy, quay cho vui vậy thôi, có tiền thì chơi thôi. Đấy. Ui dồi ôi, ui dồi, dừng lại của em cái. Ui dồi ôi, sao nó lại ở giữa? What the fuck? Mẹ đen 95. Nhiều số này không có trúng không, nó có cho số may mắn thế này. Cái này phải đầu tư nhiều, quay thì nó mới trúng được. Đấy, dồn nhiều, mà dồn không được mỗi ngày nó không tại có một lượt hết, 24 giờ mới quay mà không mất nữa. Cái clip của mình nói chuyện đến đây thôi, thì cái này tại về bạn nào để không chơi video. Đấy, nó được tiền các bạn đội qua cạc. Đội qua cạc này. Đấy, rút tiền, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, mua thẻ cào này. Đấy, chọn thẻ cào để mua thôi. Đấy, có bên này có cả thu mua thẻ cào, lấy thẻ cào đổi ra tiền mà các bạn đổi thẻ cào xong vào đây là nhập vào xong đổi qua tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng bình thường. Ok. Đấy, nhớ cái mini game này nhá, nhớ nhập mã của mình để được cộng thêm một lượt quay nhá. Đó, thì muốn kiếm thêm lượt quay dễ thôi, các bạn mượn sim của cô gì chú bác gì đấy đó, xong rồi vào tạo một tài khoản mới. Tạo một tài khoản mới xong nhập mã thôi. Đơn giản lắm. Đấy, các bạn cứ làm thế. Nhà thì càng đông thì càng nhiều thẻ. À, nhiều mã. Quay. Quay chủ yếu quay lấy vận may thôi chứ. Yeah, cảm ơn các bạn đã xem cái clip. Thì mình có một group Facebook đó. Các bạn muốn vào group Facebook thì nhấn vào link ở bên dưới. Và mã của mình cũng để bên dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn may mắn.